Hồng Anh xin chào quý vị khán giả thân yêu của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện. Và ngày hôm nay thì quý vị khán giả ơi, chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề rất là thú vị. Đó chính là một chủ đề mà các khách mời của chúng ta sẽ mang đến rất là nhiều những ý kiến trái chiều để xem chúng ta có những bài học thú vị nào trong chương trình ngày hôm nay nhé. Ngay bây giờ hãy cùng Hoàng Anh chào đón một người chị trong nghề mà Hoàng Anh rất là yêu mến, MC Thanh Vân Hugo. Và khách mời tiếp theo đó chính là diễn viên Dũng Thịnh. Và bên cạnh đó sẽ là một nhân vật rất quan trọng trong mỗi số chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chuyên gia tâm lý tiến sĩ Quỳnh Giao. Chủ đề hôm nay thì phải nói là Hoàng Anh thấy khó nha. Tại vì gọi là khi chồng không có chí cầu tiến. Đây là một chủ đề mà có thể nói là cũng cần rất là nhiều sự khéo léo cho các bà vợ để có thể giúp các ông chồng trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Với anh Dũng Thịnh, một người đàn ông, thì anh nghĩ sao? Ở góc độ của anh thì nếu mà người chồng mà không có ý chí cầu tiến á, thì thật sự nó là một cái áp lực cực kỳ lớn đối với người phụ nữ. Và nó giống như là người ta ví là người đàn ông là một cái trụ cột của gia đình. Mà một khi mà trụ cột á, nó đã không vững thì chắc chắn là cái tổ ấm nó sẽ rất là dễ bị tan vỡ. Và nếu như một người chồng có một cái suy nghĩ mà không có ý chí cầu tiến thì anh dám chắc luôn gia đình đó sẽ không bao giờ hạnh phúc. Ồ vậy hả anh? Dạ vâng, như vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với tình huống của ngày hôm nay để xem câu chuyện này sẽ có hướng giải quyết như thế nào quý vị nhé. Vô. Trời đất ơi. Nhanh. Làm tới cỡ đó luôn mà không phản ứng gì. Nè. Anh làm cái gì? Anh cứ ngồi y ra hoài. Anh không làm việc vậy? Anh đang làm anh hùng trong game nè. Đó đúng rồi đó. Anh tắt cái điện thoại đi nói chuyện với em coi. Em nói anh rồi, bây giờ gia đình rất là khó khăn. Anh làm ơn anh đi làm, đi kiếm công chuyện giùm em làm đi. Ủa em làm gì? Anh làm gì? Nhà mà khó khăn thì có gì đâu. Thì cứ gọi điện cho ba má anh đi. Mấy chuyện nhỏ nhỏ đó thì ba má anh lo được mà. Anh ơi anh tỉnh lại giùm em đi. Nhà phá sản lâu rồi anh. Ừ. Phá sản mấy tháng nay rồi. Thì đúng rồi. Thì bây giờ hai vợ chồng phải tự thân vận động đi chứ. Anh phải tự thân vận động, anh đi kiếm chuyện anh làm đi chứ. Ủa em nói vậy anh vẫn đi làm mà. Anh vẫn có công việc của anh. Đó anh vẫn là một người đàn ông rất là mẫu mực. Là sáng đi làm chiều về. Làm gì vậy? Có ra tiền không? Nói chung là cái nghề của anh là rất là ít khách hàng. Mà mỗi lần mà có khách hàng là đủ tiền cho em ăn xài cả năm. Đủ tiền cho em đi đẻ luôn. Nhưng mà quan trọng là chừng nào mới có khách hàng. Ừ thì... toàn là những cái dự án ở đâu không à. Trời ơi, nè, bây giờ là được 4 tháng rồi. Ha, vài tháng nữa thôi, bầu bự hơn. Xong rồi vài tháng nữa con là ra đời. Trời ơi, bao nhiêu thứ tiền phải lo. Mà chưa cần chờ tới lúc đó. Hiện giờ thôi đã cần rất nhiều tiền rồi anh. Tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt. Đủ thứ tiền hết. Bây giờ một mình em làm đâu có đủ đâu. Em nói sao em lo quá thôi chứ. Anh thấy nè, bây giờ là anh nè, với em nè, với con nè, mọi người vẫn bình thường đúng không? Giờ có thiếu tiền á thì cứ gọi điện cho ba má anh nha. Còn bây giờ em kia đi làm, anh đi làm thêm, anh đâu biết làm gì thêm đâu. Không, với lại anh cũng không làm nữa, anh có công việc của anh rồi. Anh chỉ làm việc của anh thôi, anh không làm gì khác nữa. Đừng nói nữa nha. Cái công việc của anh nó không có ra tiền mặt. Em cần tiền mặt bây giờ. Không có tiền mặt á thì gọi điện cho ba má anh. Ba má không có chu cấp nổi nữa rồi sao? Thì giờ đợi dự án anh đi. Mà nói chung á là đợi anh... dự án rồi đợi tới bao giờ? Thì bao giờ có rồi tính. Còn có công việc mà làm thêm gì đó là anh không làm nha. Anh chỉ làm việc của anh thôi. Ok. Mệt quá. Chơi game vậy là cũng anh viên nữa. Anh muốn bỏ đói em với con thôi, hả? Thôi. Mệt quá. Anh qua hàng xóm anh chơi. Trời đất ơi. Sao trong tình huống vừa rồi Hoàng Anh thấy là tội nghiệp cho người vợ quá. Không biết là quý vị khán giả mình nghĩ như thế nào ạ? Xin mời. Dạ, em mời chị. Chào mọi người, mình tên là Linh.
Mình nhận thấy rằng á, người chồng này đã quen thói sống dựa dẫm vào cha mẹ từ trước tới giờ, không có bước ra cái lao động bên ngoài. Người vợ nên có trách nhiệm là khuyên nhủ và thuyết phục chồng chăm lo làm ăn để kiếm tiền, và thấy cái được cái tầm quan trọng của cái việc kiếm tiền và chăm lo duy trì cuộc sống của gia đình. Cảm ơn chị. Chứ em thấy cổ nói hoài, anh đâu có thèm để ý hay đâu có lắng nghe gì đâu ha. Có ý có anh trai nào có ý kiến khác không anh? Xin mời. Chào tất cả mọi người, tôi tên là Phương. Ở cương vị là một người chồng, một người đàn ông ở trong gia đình, thì tôi nghĩ là người chồng trong tình huống trên á, nên làm tròn cái vai trò là trụ cột gia đình của mình, chăm lo kinh tế cho gia đình. Vì nếu cứ sống buông thả và không có chí cầu tiến như vậy thì sớm muộn gia đình cũng sẽ đổ vỡ do khó khăn chồng chất. Cảm ơn. Có ai khác không ạ? Xin mời. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Ngọc Hà. Trong tình huống vừa rồi em thấy cô gái rất là tội nghiệp, đang mang thai mà vẫn phải đi làm kiếm tiền. Nếu là em sẽ về nhà mẹ một thời gian, đến khi nào mà người chồng thay đổi suy nghĩ, biết làm ăn thì em sẽ quay trở về. Cảm ơn em. Không đâu xa, ở đây chị em chúng ta là đều là những bà mẹ, những người vợ rồi đúng không ạ? Và chắc chắn là sẽ rất là cảm thấy là đồng cảm với cô gái này khi mà không được sự giúp đỡ từ người chồng. Chị Vân có cảm xúc như thế nào về tình huống vừa rồi? Thật sự là mình cũng vừa mới trải qua giai đoạn bầu bí. Tức là khi mà mình xem cái tiểu phẩm vừa rồi thì mình cảm thấy rất là xót xa. Nếu mà thực sự trong cuộc sống mà có những cái trường hợp nó xảy ra như vậy ấy, thì nó sẽ là một cái giống như là rất là thiệt thòi cho người vợ, mà người chồng thì đúng là hoàn toàn không hề cảm nhận được cái điều đó. Bởi vì xem cái tiểu phẩm vừa rồi mình cũng sẽ hiểu được là bạn này là từ nhỏ đã được gia đình bao bọc quá nhiều, nuông chiều, cho nên là không có cái ý thức trách nhiệm. Thì thực sự là nếu mà cái bạn chồng trong cái câu chuyện này mà không thức tỉnh và không tự thay đổi bản thân ấy, thì nó sớm hay muộn thôi nó cũng sẽ dẫn đến cái kết thúc buồn cho cái cặp đôi này. Và cái người vợ này mình nhìn thì mình cũng thấy là cũng sẽ là một cái người vợ biết nghĩ. Rồi mặc dù đang bầu bí nhưng mà vẫn cứ biết nhắc nhở người chồng của mình. Chắc chắn là một cái người vợ như này thì cũng sẽ là trụ cột trong gia đình rồi. Thế thì rõ ràng là gánh nặng đối với cô gái này quá lớn. Cảm ơn chị Vân. Em thấy là anh Dũng Thịnh nãy giờ ảnh châu mài, ảnh căng thẳng, ảnh có rất là nhiều những cái suy nghĩ. Nếu anh là bạn thân của anh chàng trong tình huống vừa rồi thì anh sẽ có lời khuyên gì? Thật lòng mà nói á, cái này là mình nói vui thôi, nhưng mà nếu mà anh phải ngồi anh chia sẻ thì anh cũng phải nói thật lòng như là cũng đã đến lúc mình phải nên trưởng thành rồi đó. Sống trong cái sự bao bọc của gia đình hơi bị lâu rồi đó. Tỉnh lại đi ha. Bởi vì bây giờ chuẩn bị mình sắp làm cha rồi. Mình không thể nào ích kỷ chính bản thân mình được. Đó. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Rõ ràng là người đàn ông này ảnh không có một cái ý thức gì về cái việc là ảnh là trụ cột của gia đình hay là có trách nhiệm lo cho vợ cho con, và không hề có một chí cầu tiến gì cả. Thế thì chị Quỳnh Giao có thể chia sẻ với tụi em là tại sao, lý do tại sao lại có những người đàn ông họ không có cái chí cầu tiến như thế, và làm cách nào để họ có thể trưởng thành hơn ạ? Thật sự ra thì đối với cái anh chàng này nè, anh cũng nghĩ rằng là ảnh chẳng có cái gì thiếu trách nhiệm cả. Đơn giản là ảnh nghĩ rằng là gì? Ủa anh cũng đi làm mà, cũng vẫn có công việc, rồi lâu lâu trúng mánh, trúng dự án, ảnh cũng sẽ mang tiền về là ảnh có trách nhiệm mà. Tức là trong cái suy nghĩ của ảnh là ảnh không có nghĩ rằng là cái việc như vậy là thiếu trách nhiệm. Mà nói một cái cách chính xác là giống như Hoàng Anh có nói một cái từ cuối cùng đó là ảnh thấy như vậy là đủ rồi. Ảnh thấy công việc của ảnh như vậy là đủ rồi. Thì trong các vị khán giả của mình cũng có đưa ra được một vài cái cách để mà chúng ta có thể ứng xử. Nhưng mà bây giờ mình nói thật nha, những cái anh chàng như vậy nè, tự mà ảnh sực tỉnh dậy, ảnh bừng tỉnh dậy để ảnh thay đổi cái cách sống của ảnh là hơi bị khó đó. Khó, nên là mình phải tác động. Nếu như là trong cái tư tưởng của anh chồng là cứ còn một cái chỗ dựa thì là sao ạ? Anh cứ không sao, không đói, ông lo, ba má lo, ông bà đội lo, ví dụ như vậy thì sẽ cũng không giải quyết được vấn đề. Ở đây mình sẽ nói đến chuyện là người vợ sẽ phải biết cách nói như thế nào và cần phải huy động thêm cái lực lượng để tác động vào anh chồng. Dạ vâng ạ. Như vậy thì chúng ta ai cũng nôn nóng muốn biết diễn tiến tiếp theo của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Rồi, cảm ơn các tình yêu đã chốt đơn cho em hôm nay nha. Rồi, hẹn gặp các tình yêu ngày mai nha.
Vợ nấu cơm chưa? Nay cho anh ăn gì ạ? Hả? Rồi. Cơm không rồi á anh. Không à. Bếp á. À. Ừ. Nay anh đi đâu ạ? Thì anh vẫn đi làm hàng ngày. Ủa? Em tưởng anh nói em đi xin việc chứ. Vẫn đi làm là vẫn cứ đi cà phê lùm lum vậy hả? Thì công việc đó vậy rồi chứ biết sao. Công việc vậy biết sao, mình mới tự biết chứ. Giống như em nè, mấy tháng nay hả, anh đâu có tiền đưa cho em đâu. Em phải tự livestream thêm để mà kiếm tiền. Thai đó thì yếu, em á thì ăn uống cũng không đủ chất nữa. Vậy mà anh cũng không biết thương. Chứ vợ anh không nên thiền ngoài công việc của anh ra, anh có biết làm công việc gì khác đâu. Em thấy anh Nam hàng xóm mình đang chạy xe ôm công nghệ á. Mà chạy thấy được lắm nha. Hay là anh chạy giống ảnh đi, em thấy ảnh chạy thuận lợi lắm. Em gì? Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ vậy đó. Trời ơi, cái mặt anh, mặt chồng em á, làm được được là một làm chủ làm sếp một thời. Đi chạy xe ôm công nghệ cũng hợp mà. Trời ơi, rồi xong cho mấy thằng bạn của anh, rồi mấy thằng lính cũ của anh á, coi nó cười vô mặt anh hả? Không, anh không làm đâu, anh vẫn làm công việc của anh nha. Anh đứng chờ cơ hội tới thì, chờ tới thì em với con chết đói luôn hay sao? Thì cái thời điểm tới tới thôi chứ. Thời giờ còn bà, còn bố mẹ anh, ba mẹ anh lo mà. Ủa, em nói mẹ. Vậy ủa mẹ. Trời ơi, hai đứa đang nói chuyện cãi lộn mà mẹ vô tỉnh bơ luôn, không thấy. Ê, mẹ luôn á. Xin lỗi. Ê, con ngồi đi, con ngồi đi. Dạ. Mẹ ơi, con làm gì? Hồi nãy mẹ nghe hết rồi. Vợ con nói đúng đó. Bây giờ ngoài giờ làm việc 8 tiếng ở cơ sở ra thì người ta kiếm cái gì người ta làm thêm đi. Dạ. Chạy xe ôm công nghệ cũng được mà. Dạ. Làm cái gì làm, miễn ra tiền không đúng có phạm pháp, lương thiện là được. Ha, không có sĩ diện gì hết á. Ảnh cứ nói hồi xưa giờ ảnh không có phải sống cái cuộc sống như vậy, bây giờ ảnh phải sống cái cuộc sống mà thấp xuống như vậy á, ảnh sợ bạn bè cười ảnh này kia. Tại mẹ. Sao tại mẹ? Bao bọc cho nó quá, nó ỷ lại. Ha, mẹ dạy lại từ đầu đi mẹ. Con nè, mẹ dạy cháu á mẹ. Ngoan nha, nghe bà nội dạy nè. Mai mốt lớn lên phải biết tự lo cho bản thân, tự thân vận động nha, rồi biết lo làm ăn, không được ỷ lại vào người khác nghe chưa? Đúng rồi nha con. Giống như là cô gái vừa chia sẻ thì mình lấy chồng mà hình như mình được mẹ chồng hơn thì phải. May mắn là cô con dâu này có một bà mẹ chồng rất là hiểu chuyện và tâm lý. Quý vị khán giả nghĩ như thế nào về tình huống này? Xin mời. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Hà. Nếu mà em là cô gái trong tình huống trên á, thì em sẽ rất thất vọng về chồng của mình. Bởi lẽ là lúc mà khi yêu á, em không tìm hiểu kỹ về chồng của mình. Nhưng mà việc gì thì cũng có hướng giải quyết của nó. Nếu mà em không có đủ sức để thay đổi á, thì em sẽ nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè hay là người thân để thay đổi tính cách của chồng mình. Cảm ơn. Dạ, xin mời một chia sẻ nữa ạ. Xin mời chú. Chào mọi người, tôi tên là Thanh. Theo tôi, người chồng phải học cách kiếm tiền và chăm lo cho gia đình từ những việc nhỏ nhất cho đến việc lớn. Nếu không thay đổi, thì sau này đứa con ra đời thì nhìn thấy hình ảnh trì trệ người cha thì hai người sẽ không thể nuôi dạy con tốt được. Dạ, xin cảm ơn ạ. Còn ai có ý kiến khác không? Dạ, xin mời chị. Chào mọi người, tôi tên Phương. Theo tôi nghĩ phần có lỗi của người mẹ là vì quá nuông chiều con và bảo bọc con từ thuở nhỏ, thay vào đó phải cho con thấy tầm quan trọng của sự trưởng thành và phải biết phấn đấu cho tương lai của mình. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ý kiến của khán giả. Nói thiệt là nãy giờ Hoàng Anh xem cái câu chuyện gia đình này thì không biết là bức xúc không biết bao nhiêu lần. Tại vì vẫn cảm thấy là chỉ có hai người phụ nữ là lo lắng và cố gắng kiếm cách thôi. Nhưng mà anh chồng thì vẫn cảm thấy là anh chưa có một cái động lực ở bên trong mà anh vẫn rất là dựa dẫm vào hai người phụ nữ này. Theo như anh Dũng Thịnh thì ở cách khác để mà có thể vực dậy tinh thần của anh. Thực sự mà nói phần 1 là sự vô tâm, thì phần 2 nó là một cái sự sĩ diện hảo. Em nghĩ coi trong một cái hoàn cảnh mà khi mà người vợ thì bụng mang dạ chửa ngày càng to ha, mà người vợ đang cố gắng phải livestream để bán hàng từng ngày để kiếm cơm từng bữa để nuôi cái gia đình này, vậy mà người chồng vẫn cứ vô tư lự và còn sĩ diện hảo nữa, và anh cảm thấy là rất là bức xúc, cực kỳ bức xúc luôn. Dạ.
Em nghĩ là chắc chị Vân cũng bức xúc nhiều. Nãy giờ em thấy chị Vân cũng có nhiều cảm xúc lắm. Anh chồng này tự làm cho mọi thứ rất là ổn, nhưng mà thực chất nó không ổn chút nào cả. Đúng. Đó, thì rõ ràng là với một người phụ nữ mà mạnh mẽ như người mẹ và một người vợ đảm đang như thế thì sẽ càng làm cho anh này nhu nhược hơn thôi. Bây giờ hai người này phải rất là nghiêm khắc với người chồng này, với người con này, và phải kết hợp lại với nhau để cho anh này một bài học. Thì may ra anh này mới giống như là bị tỉnh ngộ, đúng rồi, mới tỉnh ngộ thúc vào người một cái cú sốc nào đấy xảy ra ấy, thì may ra anh này anh mới có thể gọi là tự thân vận động được. Cảm ơn chị đó. Đúng như là chị Thanh Vân vừa chia sẻ, Hồng Anh rất là đồng tình. Có nghĩa là em cũng nghĩ là tính cách của một con người, người ta được hình thành và được giáo dục từ nhỏ đến lớn thì sẽ rất là khó thay đổi, trừ khi họ gặp một cái biến cố nào đó thật sự lớn. Đúng. Và có lẽ là chăng là gia đình này nên để cho ảnh tự lập sống một mình. Cô vợ có thể về sống với mẹ hoặc là với mẹ chồng cũng được, để cho ảnh tự có một cái ý thức là phải từ trong suy nghĩ của ảnh thay đổi mới được, chứ còn người khác nói thì ảnh cũng chưa có lung rung rinh tí nào đâu, phải không ạ? Chị Quỳnh Giao rất là đồng ý với lại Hoàng Anh và Thanh Vân ở cái góc độ là chúng ta sẽ cần phải có một cái cách mà gọi là nhiều khi là tạo biến cố. Dạ. Thế nhưng mà trước khi mà mình nói về cái cách này á, thì mình cũng xin phản biện lại một chút. Lúc nãy giờ ai cũng lên án anh chồng hết á. Nhưng mà bây giờ mình mới nói rằng là chị vợ đã chưa thật sự là gọi là tác động đúng với anh chồng. Ở cái chỗ rằng là gì? Bây giờ mình đang nói đến cái gọi là cái chí cầu tiến của một người đàn ông, hay là tôi chỉ cần anh kiếm đủ tiền để con có thể là chu cấp thêm trong cái giai đoạn mà tôi đi sanh. Chúng ta phải phân biệt rất là rõ cái câu chuyện này. Dạ. Tại vì nếu như mà chỉ cần kiếm thêm tiền thì cái câu chuyện đó nó không quá khó đâu. Nhưng mà kiếm tiền như thế nào? Vậy thì tại sao mình cũng phải nghĩ là tại sao là anh chồng anh không chịu đi chạy xe công nghệ? Tại sao mà người vợ không nghĩ đến một cái chuyện rằng là nếu mà chí cầu tiến thì anh phải nhìn lại cái công việc của anh à? Và anh phát triển cái công việc của anh thêm, để làm sao mà anh có thể tăng thu nhập từ chính cái công việc của anh, một cái công việc là anh cũng rất là hãnh diện về nó mà. Mà bây giờ mình nói rằng là đợi biến cố nó xảy ra, là đợi đến ngày mình đi sanh nở, hết tiền, rồi anh chồng anh phải có tỉnh hay không mình cũng chưa biết, nhưng mà lúc đó là mình không chủ động được. Tại sao mình không tạo biến cố sớm hơn? Mình chủ động mình tạo biến cố sớm hơn. Tạo biến cố sớm hơn để tránh những cái biến cố xấu đến với mình. Đúng rồi, mình không bị động, đúng không Dũng Thịnh? Thì bây giờ mình sẽ tạo cái biến cố là có khi là mình sẽ nói câu chuyện rất là rõ ràng. Bây giờ nếu như vậy nha, chi tiêu trong nhà, cô vợ này đảm đang quá nên là tự tìm cách livestream để kiếm tiền trang trải. Bây giờ không, chi tiêu trong nhà nha. Tiền điện, tiền nước, tiền gì anh phải trả, mà mình phải kích động ảnh để ảnh thể diện một người đàn ông. Mình phải dùng hết tất cả các chiêu thức luôn á, tới tháng là anh phải trang trả những chuyện đó. Đó là trách nhiệm của anh. Ví dụ như hai vợ chồng mà ổn á thì cái chuyện chi tiêu này mình có thể linh hoạt, nhưng mà bây giờ mình đang tạo biến cố mà. Tới lúc đó mình mè nheo mình làm cho ảnh coi như là ảnh phải đi tới cái kiểu là mỗi cái tiền điện tiền nước mà mình không làm được. Ví dụ như vậy, tức là mình phải nghiên cứu trong cái hoàn cảnh, cái gia cảnh của mình nó có cái gì mà nó gọi là nó kích được anh chồng của mình để mà mình tạo ra cái biến cố đó. Thật ra là mỗi nhà nó sẽ có mỗi cảnh khác nhau, ở đây mình không có công thức chung. Đúng rồi. Đúng không? Nên là mình nghĩ rằng là trong cái câu chuyện này nói như các bạn á là lỗi nhiều người lắm, lỗi của bà mẹ là trong cái giáo dục con. Còn anh chồng thì thôi, nếu như thế giới này mỗi sáng thức dậy vẫn thấy mặt trời, tối thì vẫn có thể ngồi chơi game, thì đối với ảnh cuộc sống vẫn cứ êm đềm trải qua thôi, không có chuyện biết gì. Biết đủ là đúng vui rồi. Đấy, anh này rất biết đủ. Dạ. Biết đủ là được. Không cần biết tới thế giới ngày mai như thế nào. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ với chị Quỳnh Giao rất nhiều ạ. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là chí tiến thủ, cầu tiến trong cuộc sống của một người đàn ông rất là quan trọng. Cái đó là cái để cho người vợ yên tâm và gia đình có một cái điểm tựa vững chắc. Thì hy vọng qua cái chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả, nhất là những người vợ thì sẽ cảm thấy được san sẻ, là cũng có người đang lắng nghe, đang thấu hiểu. Và hy vọng các anh chồng nào mà chưa thực sự cố gắng hết sức mà mình muốn để giúp đỡ cho gia đình được tốt hơn thì sẽ có suy nghĩ lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những bài học rất là quan trọng của các khách mời cũng như khán giả trong chương trình ngày hôm nay nha. Cũng đã đến lúc mình phải nên trưởng thành rồi đó. Sống trong cái sự bao bọc của gia đình hơi bị lâu rồi đó.
tỉnh lại đi ha. Bởi vì bây giờ chuẩn bị mình sắp làm cha rồi, mình không thể nào ích kỷ chứ bản thân mình được. Thì thực sự là nếu mà cái bạn chồng trong cái câu chuyện này mà không thức tỉnh và không tự thay đổi bản thân ấy, thì nó sớm hay muộn thôi nó cũng sẽ dẫn đến cái kết thúc buồn cho cái cặp đôi này. Ở đây mình sẽ nói đến chuyện là người vợ sẽ phải biết cách nói như thế nào và cần phải huy động thêm cái lực lượng để tác động vào anh chồng. Có khi là mình sẽ nói câu chuyện rất là rõ ràng. Bây giờ nếu như vậy nha, chi tiêu trong nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gì anh phải trả, mà mình phải kích động ảnh để ảnh sĩ diện một người đàn ông. Mình phải dùng hết tất cả các chiêu thức. Gia đình này nên để cho ảnh tự lập sống một mình. Cô vợ có thể về sống với mẹ hoặc là với mẹ chồng cũng được, để cho ảnh tự ảnh tự có một cái ý thức là phải từ trong suy nghĩ của ảnh thay đổi mới được. Như vậy là chúng ta đã khép lại chương trình ngày hôm nay với những ý kiến đóng góp rất là hữu ích của các khách mời và chuyên gia. Xin cảm ơn diễn viên Dũng Thịnh, MC Thanh Vân Hugo và đặc biệt là chuyên gia tâm lý Quỳnh Giao và ý kiến của quý vị khán giả trong trường quay. Chắc chắn là chúng ta sẽ có những lựa chọn cho riêng mình, nhưng nếu cả hai vợ chồng có thể đồng lòng, đồng vợ đồng chồng thì chắc chắn là tác biển Đông cũng cạn, phải không ạ? Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp sẽ được phát sóng vào lúc 19:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em cọc rồi đâu có dẹp được. Trời ơi là trời. Sao vậy? Nghĩ sao lấy 250 triệu đi đặt cọc mà không có tới tiếng nào hết. À, với chị á, đã là gia đình á thì hai chồng phải bàn nhau trước. Thật ra thì không thể nào mà mình tự ý mình quyết định chuyện đó được hết. Đúng. Tại vì à, cái câu chuyện mà mình tự ý quyết định đó nó gây nên cái sự hụt hẫng cho một người á. Tại em không à? Nha. Vấn đề là tại em không? Sao tại em? Chứ còn gì nữa? Anh đã nói rồi, cái chuyện cái phải nghiên cứu kỹ thời điểm nào. Em có bao giờ em chịu nghe anh đâu. Em còn là để em quyết định không à. Anh đừng có nói nữa. Tất cả mọi tội lỗi là tôi.